Hành trình tìm ra những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất đã đi đến hồi kết. Đội trưởng của vòng chung kết lần này sẽ là... Mình là người xứng đáng để lãnh đạo nhất. Trên thang điểm 10 thì mình chấm qua tôi xích chỉ có 3 điểm thôi, không có một sự sáng tạo gì cả. LMC chưa đủ trình độ và kinh nghiệm để làm đội trưởng. Mình chưa thấy bạn thể hiện gì nhiều đối với chương trình này cả. Nhưng vòng trước thì mình thể hiện như nào thì cũng không cần phải chứng minh nữa, bởi vì là hàng hiệu thì không cần phải giới thiệu, còn hàng linh tinh thì mới cần chứng minh thôi anh em ơi. Liệu những ngôi sao có thể tiếp tục tỏa sáng? Hai nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất trong 10 người ở vòng chung kết lần này thì mình nghĩ là Y2SIX và mình. Thật sự là mình rất tự tin về content của mình, và đến cả anh Huy ập 3 cũng khen content mình rất là nhiều. Hay sẽ là màn lội ngược dòng của nhân tố bí ẩn? Anh cảm thấy rất là thích cái lửa, cái nhiệt của bạn và cái sự tự tin của bạn. Wow, các bạn thực sự là khiến Huy cảm thấy ngạc nhiên, rất tuyệt vời. Mọi người trong đội em là động lực để mà em có thể nghĩ ra và giúp nó hoàn thành một cách tốt nhất. Tất cả sẽ có trong chung kết Content Star sáng tạo Free Fire. Ai là tỷ phú? Mình nghĩ team bọn mình có cơ hội để chiến thắng. Đánh giá về team Tiền Xu á? Họ chỉ mạnh về khóc thôi, chứ còn về sáng tạo thì không chết.